Theo đánh giá của trang tin Information is Beautiful, hạt tiêu là thứ nổi tiếng nhất tại Việt Nam bởi hương vị thơm ngon và được người tiêu dùng đặc biệt ưa chuộng. Sau khi thu thập số liệu của hàng loạt tổ chức như Ngân hàng Thế giới WB, hãng tin Reuters và tạp chí Forbes, trang tin Information is Beautiful nhận định mỗi quốc gia đều có sở trường riêng. Trong lĩnh vực hàng hóa, Việt Nam được bình chọn là quốc gia giỏi sản xuất hạt tiêu hàng đầu với chất lượng hảo hạng, được người tiêu dùng đặc biệt ưa chuộng. Từ năm 2000 đến nay, Việt Nam liên tục đứng đầu thế giới về sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu, chiếm 50% sản lượng xuất khẩu toàn cầu. Trong khi Việt Nam nổi tiếng về hồ tiêu, thì Thái Lan nổi tiếng về gạo, còn Indonesia nổi tiếng về dừa. Cường quốc kinh tế số 1 thế giới Mỹ lại được biết nhiều về thư giác điện tử, chứ không phải những thành tựu khác. Và đào tạo, cả nước còn 33 trường cao đẳng sư phạm, các trường cao đẳng còn lại có khoa sư phạm sẽ trực thuộc hai bộ. Không những vậy, đây cũng là các trường cao đẳng địa phương trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh. Là khi đã có quyết định của Thủ tướng Chính phủ.